người ủng hộ Tổng thống Morsi biểu tình tại thành phố Alexandra, tên từ Alexandra. Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã xuống đường biểu tình trong đêm hôm qua tại thành phố Alexandra, lớn hàng thứ nhì trong nước. Hàng ngàn người trên toàn quốc tiếp tục tranh đấu bảo vệ Tổng thống hợp pháp và phản đối quân đội đang bắt giữ các nhà lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo, buộc tội họ đã xúi dục làm cho 53 người chết và tạo đe dọa cho chương trình chuyển tiếp. Ông Ahmed Osman là một người biểu tình nói rằng quân đội đang muốn quay lại cầm quyền như trước đây, thành phần tàn dư của chế độ Mubarak đứng đằng sau vụ lật đổ. Huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi xuống đường biểu tình tại Alexandra vào ngày mai sau lễ cầu nguyện buổi trưa. Nhóm Tamarut đã phối hợp tổ chức cuộc biểu tình ngày 30 tháng 6, cũng kêu gọi người dân xuống đường vào ngày mai. Tình hình đe dọa sẽ diễn ra xung đột. Lễ Ramadan là thời gian người Hồi giáo ăn mừng, nhưng lễ Ramadan ở Ai Cập năm nay đang là thời gian chia rẽ trầm trọng, chưa bao giờ có trong lịch sử hiện đại.